lời của một cái bài viết của một cái người cũng ở bên Mỹ, người ta nói đó. Thì tôi đưa bằng bằng chứng thôi. Thì mong các bạn ở trên trên mạng, trên diễn đàn của anh Bằng Nguyễn, các bạn chú ý lắng nghe cái bài này. Nó có một cái đầu đề là người Việt hải ngoại có thực sự hiểu biết về chính trị hay không. Đó, thì tôi phát bằng âm thanh. Này, chúng ta sẽ nói về người Việt Nam tị nạn ở nước ngoài có thực sự hiểu biết về chính trị. Bạn có biết người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, luôn hướng về Việt Nam với thái độ ít thân thiện là để lấp liếm đi các vấn đề của họ. Trước đây, họ bĩu môi Việt Nam cả về kinh tế lẫn chính trị. Những năm gần đây, nhiều người trong số họ thân thiện hơn với Việt Nam về kinh tế. Lý do chính là do Việt Nam đang giàu lên quá nhanh, giàu hơn phần đông những người Việt Nam. Cũng đổi mới từng ngày, mỗi lúc một hiện đại. Nhiên, không phải ai trong số họ cũng bị vật chất, nhưng hiện như ngày hôm nay thì thái độ của họ sẽ như thế nào? Về chính trị thì họ vẫn có cái nhìn ít thiện cảm, thậm chí một số bộ phận không nhỏ còn mang thái độ thù địch. Nhưng họ có phải là những người có hiểu biết về chính trị? Xin Vâng. thưa, bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài cực kỳ yếu kém về chính trị và Chính đó là xác. vấn đề nhức nhối của họ suốt hàng chục năm nay. Đúng rồi. Phần lớn người Việt Nam tại Mỹ chỉ làm các công việc chân tay như làm neo, bùi bàn, bán hàng rong. Và tất nhiên, để lấp liếm đi sự yếu kém đó thì họ chịu quốc tịch Việt Nam nữa. Lấy ví dụ như ở Mỹ thì tổng số người Việt Nam đã hơn 2 triệu, là cộng đồng người gốc Á lớn thứ tư ở Mỹ, phía trên là Philippines, Ấn Độ và Trung Quốc. Họ hay khoe khoang về sự tài giỏi của người Việt ở hải ngoại, như có người được phong tướng, có người là nhà khoa học được tặng huân chương cấp cao nhất, có người là tỷ phú, vân vân. Chí ít là bầu cử thống đốc thì họ thắng cử, thưa các bạn, tài giỏi kia nói cho cùng cũng chỉ là công cụ phục vụ cho những người khác. Điều hiển nhiên, chỉ cần chiến thắng về chính trị hay chiến thắng về tất cả các mặt khác, những người khác hay những chính trị gia phục vụ lợi ích của người Trung Quốc chẳng hạn. Ở Mỹ, chỉ hơn 3 triệu, người gốc Hàn Quốc thì còn thấp hơn, đứng sau Việt Nam. Tức là nếu so với người Trung Quốc, thì cứ hai người Việt sẽ đối đầu với ba người Trung Quốc. Một tỷ lệ quá dễ thở so với những người Việt ở trong nước. Khi Quốc ở ngay sát nách của mình. Vậy mà những người khác Mạng lắc lắm. đỉnh cao của điều này là việc trục xuất hơn 1 triệu tư bản Tàu ở miền Nam và năm 1979 đánh bại hơn 200.000 quân Trung Quốc. Đó là chưa kể rất nhiều lần người Việt trong nước còn khiến Trung Quốc phải mất mặt trước quốc tế, làm cho Trung Quốc phải xuống nước nhằm xoa dịu các vấn đề tranh chấp, tăng cường mở rộng giao dịch từ phía Nam. Còn người Việt Nam ở hải ngoại đã từng lần nào thắng người gốc Hoa trong tranh cử? Xin thưa với quý vị và các bạn, chưa một lần nào. Ngay cả trong kinh tế thì người Việt ở hải ngoại còn phải lệ thuộc nặng vào người Hoa. Các khu người Việt kinh doanh đều bị kiểm soát bởi một thế lực người Hoa nào đó. Sẽ có nhiều người hỏi rằng người Hoa. Xin được trả lời, những người Hoa ở Mỹ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật giải thưởng Nobel đó chính là Lý Chính Đạo, Dương Chấn Ninh, Đinh Triều Trung, Lý Viễn Yết, Chu Đệ Văn, Thôi Kỳ, Tiền Vĩnh Kiệt. Người ta biết đã có hàng ngàn người Hoa tham gia vào công trình đưa người Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
Một số người Mỹ gốc Hoa còn được cử làm bộ trưởng, thứ trưởng trong chính phủ Mỹ 2011. Chính phủ Mỹ vừa cử một người Mỹ gốc Hoa làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước này tại Trung Quốc. Theo báo Hoa Kiều, người Hoa ở Mỹ sở hữu tới 423.609 doanh nghiệp với doanh thu hàng năm là 142,7 tỷ USD. Yếu kém đến mức như vậy, hơn 40 năm chưa một lần thắng, thậm chí thua cả người gốc Hàn Quốc. Nhưng cứ hễ nói về chính trị Việt Nam là những người Việt ở hải ngoại lại nói chuyện như một chuyên gia vậy. Thậm chí họ còn lớn tiếng dạy luôn Đảng Cộng sản với Mỹ như thế nào, với khu vực và quốc tế ra làm sao. Một cộng đồng thất bại hơn 40 năm trước cộng đồng Hoa Kiều nhưng lại lớn tiếng dạy Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối phó với Trung Quốc như thế nào. Điều đó mới nực cười làm sao. Tất nhiên, sau mỗi lần lớn tiếng như thế thì các tổ chức của người Việt ở hải ngoại lại tiếp tục cho ra các phân tích, các bài luận với những sáng kiến cho vấn đề liên kết người Việt ở hải ngoại với hy vọng sẽ lần đầu tiên thắng cử trong các chiến dịch. Dẫu sao, chúng ta cũng cần ghi nhận ý chí phấn đấu của họ. Họ đã thua liên tiếp hơn 40 năm nay trước những cộng đồng người gốc Hoa, gốc Hàn Quốc, nhưng họ vẫn không từ bỏ cuộc. Tuy nhiên, quyết tâm là một chuyện, còn có thành công hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hiện nay, người Mỹ gốc Việt còn đang bận thanh trừng lẫn nhau, bởi chỉ cần ai có liên hệ với Việt Nam theo kiểu làm ăn hay văn hóa mà có dính đến chính quyền cộng sản là sẽ bị đem ra đấu tố, tẩy chay hay thậm chí đe dọa khủng bố. Điển hình như hãng Thúy Nga Paris chẳng hạn. Trên đây là bài viết của tác giả Thái Mai về vấn đề người Việt Nam tị nạn ở nước ngoài có thực sự hiểu biết về chính trị. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vâng. Các bạn nghe một cái clip này rồi, thì là các bạn đã đủ hiểu rồi. Và chúng ta cũng thông cảm cho mấy cái bạn, ví dụ như là Hùng Phạm này, rồi mấy cái bạn ba que ở trong trong cái diễn đàn này cứ phá dối chửi bậy. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta thừa hiểu rồi. Coi như tại sao họ lại cứ hằn học với những người ở trong nước, tại sao họ cứ hằn học với những người gọi là bên Trung Quốc đó, để họ cứ tìm cách coi như để chống phá. Đấy là do những cái yếu kém của họ mà thôi. Chúng ta mà cái bài viết này là bài viết của một Việt Kiều, tôi nhấn mạnh với các bạn biết là của một Việt Kiều hiện nay người ta đang sinh sống tại Mỹ và người ta có con mắt nhìn thiện cảm với đất nước Việt Nam. Tôi mong rằng ở đây tôi đã nhìn thấy AQ rồi, và tôi mong rằng AQ qua cái này chắc chắn là AQ cũng sẽ có một cái cách hiểu nhìn là, khác, có một cái cách nhìn khác về đất nước Việt Nam đi, bởi vì AQ đã đi tất cả các diễn đàn. Tại sao những người Việt ở trong nước này người ta đều ca ngợi cái đất nước này, người ta đang ca ngợi cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà AQ không nhìn thấy được sự thật? Còn dạng như Hùng Phạm thì không chấp rồi, bởi vì nói đúng ra mà nói là cái loại cù nhằng vào đây chỉ để chúng ta chửi cho nó vui thôi. Chứ còn tôi muốn nói với AQ rằng chúng tôi không muốn chửi AQ, cũng như nhiều lần tôi đã nói với AQ như vậy. Hùng Phạm thì mình chửi, AQ mình không. Đúng rồi. Đấy, theo tôi nghĩ. Quan điểm của tôi cũng vẫn giữ nguyên. Như cách đây mấy tháng tôi đã từng nói với AQ, nhưng mà bởi vì AQ chơi xấu quá, AQ coi như lốc các anh em, lốc hết tất cả bạn bè, đâu để nhằm mục đích, đâu có phải. Thành hôm nay trên diễn đàn này em cũng nói rõ với AQ như thế. Bảo là bây giờ đấy AQ nhá, nói lại AQ nhá, nói lại lại một lần nữa. Tất cả những cái mà AQ lốc thì AQ sẽ bỏ ra đi. Thấy chưa? Đó là chuyện không hay. Còn ví dụ những ai mà ví dụ người ta đã bảo AQ là lốc thì AQ vẫn cứ để. Theo mình nghĩ như thế. Và tôi ở đây tôi cũng nhân đây là tôi xin cảm ơn anh Cầm Nguyễn
đã đưa ra những cái bằng chứng ở nửa vòng trái đất về những cái cách học học của rất là văn minh. Vâng.